Ngày 17 tháng 3, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam đối với ông Nguyễn Công Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Trung, để điều tra về hành vi nhận hối lộ, tạo điều kiện cho hoạt động nuôi thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long. Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin trước đó, liên quan việc các hộ dân lấn chiếm vịnh Bái Tử Long để nuôi trồng thủy sản trái phép từ cuối tháng 9 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã khởi tố, bắt tạm giam 6 cán bộ đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả về tội nhận hối lộ. Mở rộng điều tra vụ án trên, Công an thành phố Cẩm Phả tiếp tục khởi tố, thi hành lệnh bắt giam đối với ông Nguyễn Công Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Trung, cùng với tội danh trên. Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 8 năm 2022, các lực lượng chức năng của thành phố Cẩm Phả tổ chức ra quân xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long. Đến nay, đã thực hiện tháo dỡ, di rời 56 trên 77 hộ, trong đó di rời 100% là 22 hộ, di rời 1% là 34 hộ. Đáng chú ý, trong quá trình xử lý, cơ quan chức năng của thành phố Cẩm Phả phát hiện nhiều cán bộ của địa phương này có hành vi tiếp tay cho các vi phạm nói trên nên đã chuyển cơ quan công an vào cuộc điều tra. Hiện Công an thành phố Cẩm Phả đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.